Nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 9 do Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu làm trưởng đoàn, đến thăm và chúc mừng Chon Chơ Nam Thơ Mây tại chùa Bitu Kho Sarang Say tại quận Ninh Kiều. Thiếu tướng Đoàn Thanh Xuân, Phó Chính ủy Quân khu ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe, gửi lời chúc mừng năm mới đến các vị hòa thượng, thượng tọa, đại đức sư sãi, ban quản trị chùa và bà con. Đồng chí cũng thông tin về tình hình kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn quân khu tiếp tục được củng cố và tăng cường, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cho sự phát triển của thành phố và đồng bằng sông Cửu Long. Trân trọng cảm ơn tình cảm tốt đẹp mà đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Quân khu dành cho đồng bào Khmer nhân dịp Tết cổ truyền Chon Chơ Nam Thơ Mây, Thượng tọa Lý Hùng, Phó Hội trưởng Thường trực Hội đoàn kết sư sãi yêu nước thành phố Cần Thơ, trụ trì chùa Pitu Kho Sarang Say cho biết sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, động viên bà con thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân, sống tốt đời đẹp đạo, phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống.